Trích thư được coi là của Thánh Barnaba, con đường dẫn tới ánh sáng. Đây là con đường ánh sáng, kẻ nào muốn đạt tới đích đã nhắm thì phải cố gắng hết sức mình. Đây là những điều chúng ta đã được dạy cho biết để đi trên con đường này. Bạn hãy yêu mến Đấng đã tạo thần bạn, hãy tôn kính Đấng đã nhào nắn nên bạn. Hãy tôn vinh Đấng cứu chuộc bạn khỏi tử thần. Bạn hãy có tâm hồn đơn sơ nhưng đầy thần khí. Đừng gắn bó với những ai theo con đường dẫn tới sự chết. Hãy chê ghét bất cứ những gì không đẹp lòng Chúa và mọi thứ giả hình. Đừng bỏ các mệnh lệnh Chúa truyền. Đừng tự cao tự đại, nhưng hãy khiêm nhường trong mọi sự. Đừng nhận lấy vinh quang cho mình. Đừng mưu hại người thân cận. Đừng để lòng mắc phải tính kiêu căng. Bạn hãy yêu mến người thân cận hơn chính mình. Không được giết thai nhi, cũng không được giết trẻ sơ sinh. Đừng bỏ bê con trai cũng như con gái, nhưng hãy dạy chúng biết kính sợ Chúa ngay từ khi chúng còn ấu thơ. Đừng ham muốn của cải người thân cận, cũng đừng hà tiện. Bạn đừng kết thân với phường kiêu căng, nhưng hãy làm bạn với kẻ khiêm nhường và người công chính. Bất cứ điều gì xảy đến, hãy đón nhận như một ơn lành, vì biết rằng không gì xảy ra mà không do ý Thiên Chúa. Đừng bất nhất, cũng đừng nay nói thế này, mai nói thế kia, vì miệng lưỡi lắt léo là cạm bẫy của tự thần. Hãy chia sẻ mọi sự với người thân cận và đừng bảo cái gì là của riêng. Vì nếu các bạn đã cùng nhau chung hưởng những điều bất diệt, thì lại càng phải chia sẻ với nhau những của phù vân biết bao nhiêu. Bạn chớ có bảo mồm bảo miệng, vì miệng lưỡi là cạm bẫy của tự thần. Hãy hết sức giữ mình trong sạch để mưu ích cho linh hồn bạn. Đừng có thái độ được thì chìa tay ra, phải cho thì rút tay lại. Hết thảy những ai rao giảng lời Chúa cho bạn, hãy yêu mến họ như bạn vẫn yêu quý con người trong mắt mình. Ngày đêm bạn hãy nhớ đến ngày phán xét. Ngày ngày hãy lui tới gặp gỡ các thánh. Bạn hãy cố đem lời khuyên bảo người ta, đồng thời tìm cách cứu linh hồn bạn bằng chính lời lẽ của mình. Hãy lấy việc làm của đôi tay mà chuộc tội mình. Bạn đừng ngại cho, cũng đừng vừa cho vừa lẩm bẩm. Và bạn hãy biết Đấng thượng công bội hậu cho bạn là Đấng nào. Những gì bạn đã nhận, hãy giữ kỹ. Đừng thêm, đừng bớt. Hãy chê ghét thần dữ đến cùng. Hãy xét sự công minh. Đừng gây chia rẽ, nhưng hãy xây dựng an bình. Giải hòa những kẻ đang tranh chấp với nhau. Hãy xưng thú tội lỗi. Đừng đến cầu nguyện mà lòng còn gian ác. Đó là con đường dẫn tới ánh sáng.